Sáng ra ăn gì đau bụng thế? Ô, ai dây tiền này? Mới sáng sớm mai là có 5 lít tiêu này. Ôi, thơm quá. Ui giời, anh đi đâu mà cứ như con ma này. Này, mày biết tiền của ai rơi không ấy? Tiền anh mày đánh rơi hồi sáng. Anh nói thế nào ấy, cái này là tiền của em vừa nhặt được ở đây mà. Bố táng mày trẻ mẹ môi rồi. Tiền của anh mày ấy là có hình Bác Hồ ở đằng trước, ở mặt sau có hai ngôi nhà. Tin mày nhìn thế. Cũng đúng. Anh xin nhá. Mày đúng là em trai tốt của anh. Anh đi nhá. Ê đào ngu, thời buổi này có con thằng tin người như mày à? Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Sao em không? Ôi chân của tôi. Ôi, cái ngày gì mà đen thế hả trời ơi.